mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 29 tháng 6 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Cũng như thường lệ để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like và đăng ký ở góc bên phải để đội ngũ của Emily có động lực cập nhật những chương trình hay nhất cho quý vị theo dõi hàng ngày. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Mỹ có thể siết chặt giới hạn xuất khẩu chip AI cho Trung Quốc. Cực nóng, Biden bất ngờ khôi phục chiếc điện thoại bí mật thân kỳ làm lộ kế hoạch bán nước. Dự báo kinh tế Mỹ sẽ suy thoái vào năm nay, châu Âu suy thoái vào năm 2024. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, theo báo The Wall Street Journal vào ngày 28 tháng 6, dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Mỹ đang cân nhắc những giới hạn mới đối với hoạt động xuất khẩu các dòng chip trí thông minh nhân tạo sang Trung Quốc. Tờ báo đưa tin Bộ Thương mại Mỹ sớm nhất là vào tháng 7 sẽ tiến hành chặn các chuyến hàng xuất khẩu chip AI của Nvidia và những công ty khác đến Trung Quốc. Cổ phiếu của hãng sản xuất chip Nvidia giảm hơn 2%, trong khi AMD giảm khoảng 1,5% sau thông tin trên. Nvidia, Micron và ADM nằm trong số các nhà sản xuất chip Mỹ bị ảnh hưởng bởi tình trạng căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và chính quyền ông Joe Biden. Vào tháng 9 năm ngoái, Nvidia cho biết giới chức Mỹ yêu cầu công ty ngừng xuất khẩu hai dòng chip AI cho Trung Quốc. Vài tháng sau, Nvidia thông báo sẽ tung ra dòng chip cao cấp mới gọi là A800 cho thị trường Trung Quốc để đáp ứng với các quy định kiểm soát xuất khẩu mới. Vào đầu năm nay, hãng cũng điều chỉnh dòng chip S-100 chủ lực để tuân thủ các quy định của Mỹ. Tuy nhiên, thì bản tin của tờ The Wall Street Journal cho hay, thậm chí các dòng chip A-800 cũng có thể sẽ nằm trong số bị cấm xuất khẩu cho Trung Quốc nếu không có giấy phép. Bộ Thương mại Mỹ chưa phản hồi về yêu cầu bình luận về thông tin trên. Trước đó, thì thưa quý vị, trong một diễn biến cho thấy xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng, Trung Quốc vào ngày 21 tháng 5 cho biết, các sản phẩm của công ty chip Micron mang đến nguy cơ an ninh quốc gia và cấm Micron bán chip cho các nhà vận hành cơ sở hạ tầng thông tin then chốt của Trung Quốc. Quyết định này trên thực tế là cấm bán gần như hoàn toàn sản phẩm Micron ở Trung Quốc, xóa sổ thị trường đóng góp khoảng 11% trong tổng doanh thu 30,8 tỷ đô la trong năm 2022 của công ty Mỹ. Cực nóng, Biden bất ngờ khôi phục chiếc điện thoại bí mật thần kỳ làm lộ kế hoạch bán nước. Quý vị thân mến, như là Emily đã đưa tin vào hôm thứ Hai rằng, Joe Biden đang sử dụng một chiếc điện thoại di động bí mật và được công ty của Hunter Biden trả phí. Tình chấn động này được tác giả của những đế chế bí mật là ông Peter Squeezer loan báo đầu tiên. Squeezer cho biết, đường dây liên lạc giữa Hunter Biden và các đối tác kinh doanh của Hunter và Joe Biden khi ông ta còn là phó tổng thống Hoa Kỳ là gì? Đó không phải là điện thoại của chính phủ, đó không phải là điện thoại cá nhân của Joe Biden. Từ chiếc máy tính sách tay, chúng tôi biết rằng doanh nghiệp của Hunter Biden đã trả tiền cho một đường dây điện thoại riêng mà Joe Biden đã sử dụng khi còn là phó tổng thống. Đó là từ AT&T. Đó là 300 đô la một tháng. Đó là một chiếc điện thoại toàn cầu mà bạn có thể liên lạc với ai đó ở bất cứ đâu trên thế giới. Peter Squeezer cho biết, ông đã chia sẻ số điện thoại và thông tin tài khoản với những người ở Ủy ban Giám sát Hạ viện. Thưa quý vị, vào ngày hôm thứ Tư, thì cựu nhà báo John Solomon bất ngờ cho biết ông ấy đã gọi vào số điện thoại toàn cầu bí mật của chú Biden. Và quý vị đoán xem ai đã nhấc máy. John Solomon nói trên giọng của Real America rằng một trong những tài liệu đó đã bị rò rỉ cho tôi và tôi có số điện thoại di động mà Hunter Biden đang trả tiền. Vì vậy tôi nghĩ đây là cơ hội của mình. Tôi đã cố gắng nhận được bình luận công bằng từ Hunter Biden, vì vậy tôi sẽ gọi điện thoại di động và tôi đã gọi điện vào số đó và quý vị đoán xem ai đã nhấc máy. Chú Biden là Chú Biden thưa quý vị. Ông Chú Biden đã bị sốc khi nhận được cuộc gọi này và ông ta biết người gọi là tôi và ông Biden đã cướp máy khá nhanh đấy. Thưa quý vị, điện thoại di động toàn cầu bí mật của Biden đã được sử dụng để điều hành một hoạt động bán rong ảnh hưởng quốc tế rất béo bở cho cả gia đình của ông ta cùng có lợi. Chủ tịch giám sát Hạ viện James Comer vào tháng trước đã xác định chính thành viên nhà Biden có liên quan đến thảm nhũng và đã nhận được ít nhất là 100 triệu đô la từ các công dân nước ngoài trong thời gian Joe Biden là phó tổng thống. Các quốc gia liên quan có tương quan trực tiếp với công việc của Joe Biden với tư cách là phó tổng thống. Comer cho biết, Ủy ban lo ngại về mạng lưới phức tạp đáng ngờ của hơn 20 công ty mà chúng tôi đã xác định được các Biden và cộng sự của họ đã sử dụng để làm giàu cho bản thân. Hầu hết các công ty này là công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập trong thời gian Phó tổng thống của Joe Biden. Hồ sơ ngân hàng cho thấy gia đình Biden, các cộng sự và công ty của họ đã nhận hơn 10 triệu đô la từ các công dân nước ngoài và các công ty của họ. Commerce nói thêm, một phần số tiền đó đến từ một công ty Trung Quốc và được chuyển đến công ty của Hunter Biden. Đây không phải là cách hoạt động của các doanh nghiệp hợp pháp. Dự báo kinh tế Mỹ sẽ suy thoái vào năm nay, châu Âu suy thoái vào năm 2024. Quý vị thân mến, công ty quản lý tài sản SSBC Asset Management thuộc ngân hàng SSBC của Anh nhận định rằng Mỹ sẽ bước vào thời kỳ suy thoái sâu trong quý 4 năm nay, sau đó là một năm suy giảm kinh tế và suy thoái ở châu Âu vào năm 2024. Trong triển vọng giữa năm, SSBC Asset Management cho biết, các cảnh báo suy thoái đang đỏ rực đối với nhiều nền kinh tế, trong khi các chính sách tài khoá và tiền tệ không đồng nhịp với thị trường chứng khoán và trái phiếu. Ông George Little, chiến lược gia trưởng toàn cầu tại SSBC Asset Management chỉ ra rằng, mặc dù một số bộ phận của nền kinh tế vẫn duy trì khả năng phục hồi tới nay, nhưng cân bằng rủi ro cho thấy nguy cơ suy thoái cao. Trong đó, châu Âu suy thoái chậm hơn so với Mỹ, nhưng con đường vĩ mô nói chung là giống nhau ông lido nói rằng chúng ta đang trong thời kỳ suy thoái nhẹ về lợi nhuận và các vụ vỡ nợ của các công ty cũng bắt đầu gia tăng điều may mắn là chúng tôi dự báo lạm phát sẽ giảm tương đối nhanh chóng điều đó sẽ tạo cơ hội cho các nhà hoạch định chính sách cắt giảm lãi suất dù các ngân hàng trung ương vẫn quyết liệt trong vấn đề lãi suất và lạm phát vẫn chưa giảm nhiều đặc biệt là lạm phát lõi HSBC Asset Management vẫn dự báo ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trước cuối năm 2023. Tiếp đó là động thái tương tự của ngân hàng trung ương châu Âu và ngân hàng Anh vào năm tới. Fed đã tạm dừng chu kỳ thắt chặt tiền tệ tại cuộc họp tháng 6, đặt mục tiêu lãi suất quỹ liên bang từ 5% đến 5,25%, nhưng báo hiệu rằng có thể hai được tăng lãi suất nữa trong năm nay. Theo công cụ FedWatch của CME Group, dự báo Fed sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 năm nay. Ông Lido thừa nhận rằng các ngân hàng trung ương sẽ không thể cắt giảm lãi suất nếu lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu như tình trạng hiện nay ở nhiều nền kinh tế lớn. Ông cho biết điều quan trọng là suy thoái kinh tế không đến quá sớm và gây ra thiểu phát. Ông nhận định rằng kịch bản suy thoái sắp tới sẽ giống với cuộc suy thoái vào đầu những năm 1990 hơn, trong đó kịch bản chính của chúng tôi là GDP giảm 1 đến 2%. SSBC dự báo suy thoái kinh tế ở các nền kinh tế phương Tây sẽ gây ra triển vọng khó khăn cho các thị trường vì hai lý do. Ông Lido nói, đầu tiên chúng ta thấy việc thắt chặt nhanh chóng các điều kiện tài chính đã gây ra suy thoái trong chu kỳ tín dụng. Thứ hai, thị trường dường như là không gắn với quan điểm đặc biệt bi quan về thế giới. Chúng tôi nghĩ rằng thị trường có thể khó tiếp nhận luồng tin tức sắp tới trong 6 tháng khi mà đang kỳ vọng vào một cuộc hạ cánh mềm. Theo ông Lido, cuộc suy thoái này sẽ không đủ để thanh lọc mọi áp lực lạm phát khỏi hệ thống và do đó, dần dần các nền kinh tế phát triển phải đối mặt với chế độ lạm phát và lãi suất cao hơn một chút. Cảnh báo của SSBC được đưa ra không lâu sau khi ngân hàng Deutsche Bank của Đức cảnh báo chu kỳ suy thoái sẽ quay trở lại trong năm nay. Cùng với đó, làn sóng vỡ nợ sắp xảy ra ở các công ty, đặc biệt là ở Mỹ và châu Âu. Theo như nghiên cứu hàng năm của Deutsche Bank, tình trạng các công ty vỡ nợ sẽ trở nên phổ biến hơn so với 20 năm qua. Ngân hàng dự báo tỷ lệ vỡ nợ sẽ đạt mức cao nhất vào quý 4 năm 2024. Trong đó ở Mỹ, tỷ lệ vỡ nợ cao nhất sẽ đạt 9% đối với khoản nợ lãi suất cao và 11,3% đối với các khoản vay. Còn tại châu Âu, tỷ lệ vỡ nợ sẽ ở mức là 4,4% đối với trái phiếu có lãi suất cao và 7,3% đối với các khoản vay. Nghiên cứu cho biết, tỷ lệ vỡ nợ đối với khoản vay của Mỹ gần như cao nhất mọi thời đại trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2008 tỷ lệ này đạt mức kỷ lục 12% và trong thời kỳ bong bóng dotcom cuối những năm 1990 con số này đạt 7,7% Deutsche Bank cũng cảnh báo rằng các đợt tăng lãi suất mạnh của các ngân hàng trung ương đã làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu thưa quý vị Đức nền kinh tế lớn nhất của Liên minh châu Âu đã bước vào suy thoái kinh tế bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do emily và cộng sự thực hiện kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của emily xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất